Nếu mà có thần đèn xuất hiện và cho anh chị em chúng ta ba điều ước thì anh chị em sẽ ước điều gì ạ? Thế thì đầu tiên thì anh chị em chúng ta hãy tự trả lời một câu hỏi rất là quan trọng. Đó là ước mơ là gì anh chị em? Theo anh chị em thì ước mơ là gì ạ? Ok. Anh chị em có thể comment xuống. Theo anh chị em ước mơ là gì? Bao nhiêu người có thể hiểu được thế nào là ước mơ? Đúng không ạ? Anh chị em cứ tiếp tục comment nếu anh chị em có ý kiến riêng của mình. Thì với quan điểm của Huy đơn giản là gì ạ? Ước mơ chính là những cái điều mà mình khát khao đạt được, và khi mà mình đạt được thì mình cảm thấy hạnh phúc với những cái điều đó, thì đó là ước mơ. Đó. Đó. Tất cả những cái điều mà mình đạt được mà khiến cho mình hạnh phúc, mà mình thực sự khát khao mong muốn có được, thì đấy là ước mơ. Được ạ. Thế thì điều này nó sẽ dẫn đến đó là thế nào để chúng ta có thể đạt được cái ước mơ. Thì chúng ta biết rằng là gì ạ? Những cái điều nào giúp chúng ta có được hạnh phúc ạ? Những điều nào giúp chúng ta có được hạnh phúc ạ? Có 3 thứ, có 3 điều mà giúp chúng ta có thể có được hạnh phúc. Cái thứ nhất đó là chúng ta sẽ có được hạnh phúc khi mà chúng ta gọi là được hưởng thụ, hay là chúng ta được gọi là sở hữu một cái gì đó. Cho nên có 3 cái loại mà ước mơ mà chúng ta có thể là gì ạ? Lựa chọn để chúng ta thiết kế hay là lập trình cho bản thân mình. Có 3 loại ước mơ gọi là ước mơ đúng ấy, để mà chúng ta cần để lập trình cho cuộc đời của mình. Rất nhiều người trước đây thì cũng chúng ta thường nói về gọi là dream big, tức là chúng ta nói rằng là chúng ta phải mơ lớn đúng không ạ? Đấy. Tuy nhiên thì có nhiều người đặt cái giấc mơ lớn xong cuối cùng là gì ạ? Không đạt được nó và cuối cùng là nản chí. Đó. Thế thì ở đây là chúng ta cái điều đấy nó không đúng, không sai. Đó. Tuy nhiên mơ lớn thì rất tốt, tuy nhiên nó phải mơ đúng nữa cơ. Đấy. Mơ đúng tức là sao ạ? Nó phải phù hợp với bản thân mình, nó phải thực sự là cái thứ mà mình muốn. Đấy. Nó giúp cho mình có cái hạnh phúc lâu dài thì đó mới là cái giấc mơ đúng. Ừ. Mơ lớn mà không đúng với mình, nó không gắn với mình thì nó gì ạ? Nó không tạo ra cho mình cái động lực để mà mình gì ạ? Mình phát triển, không tạo cho mình cái gì ạ? Cái lý do để mà mình gì ạ? Thực hiện cái ước mơ đó. Đấy. Vì vậy là rất nhiều người không đạt được ước mơ của mình bởi vì họ không biết họ mong muốn cái điều gì, họ không biết họ khát khao cái điều gì. Thế ở đây ngày hôm nay chúng ta sẽ lập trình cái ước mơ của mình. Đấy. Nhưng trước tiên Huy sẽ chia sẻ với anh chị em ba cái loại ước mơ khác nhau anh chị em có thể lựa chọn để mà chúng ta bắt đầu đặt cho mình cái ước mơ. Đấy. Và khi mà chúng ta lựa chọn một trong các cái ước mơ đó, các loại hình ước mơ đó, thì chúng ta cũng biết được là chúng ta sẽ phải trả giá cái điều gì để đạt được cái ước mơ đó. Được không ạ? Rồi. Ok. Thế thì cái loại ước mơ đầu tiên ấy, nó giúp chúng ta có được hạnh phúc, đó là ước mơ, đó là gì ạ? Đó là ước mơ dạng sở hữu. Dạng sở hữu. Đó. Ví dụ như vừa rồi có bạn Trần Anh Trung này, có nói rằng là ước mơ là một đạt cái gì đó, ví dụ như là cái nhà 3 tầng, cái gì mà xe 4 chổi, xe 4 chỗ đúng không ạ? Rồi. Thì xe ước mơ sở hữu nó sẽ có cái dạng như sau. Nó dạng là ước gì tôi có cái gì đó. Ước gì tôi có một cái căn nhà đúng không ạ? Ước gì tôi có một cái người yêu tuyệt vời đúng không ạ? Ước gì tôi có một cái xe siêu xe đúng không ạ? À, ước gì tôi có một cái đồng hồ đắt tiền, ước gì tôi có một con iPhone 13 Pro Max đời cao cấp nhất, ví dụ vậy. Đúng không ạ? Thì ước gì tôi có một cái gì đó, tôi sở hữu một cái gì đó, thì đấy là cái điều đầu tiên mà chúng ta sẽ thường ước mơ, đúng không ạ? Ví dụ khi mà chúng ta có 3 điều ước thần đèn xuất hiện và nói rằng ta sẽ cho ngươi 3 điều ước
thì phần lớn là chúng ta không biết ước cái điều gì, đúng không ạ? Và một số thì ước những cái điều tương tự như vậy. Ví dụ như là tôi muốn có nhiều tiền, đúng không ạ? Khi mà có thần đèn, bây giờ nếu mà có thần đèn xuất hiện và cho anh chị em chúng ta ba điều ước, thì anh chị em sẽ ước điều gì ạ? Nếu như mà chúng ta có được ba điều ước thì chúng ta sẽ ước điều gì ạ? Rồi, anh chị em cứ tiếp tục comment cái điều ước của mình xuống dưới nhé. Thần đèn sẽ xuất hiện và sẽ cho chúng ta những điều ước mà mình thực sự khát khao. Những cái bạn trẻ thì đang ước mơ mình đỗ được trường một cái trường đại học nào đó, thì cái đó là cái thuộc dạng ước mơ thứ hai, nó dạng là ước mơ hành động. Cái dạng ước mơ thứ hai thì có cái gọi là cấu trúc mà chúng ta đang lập trình mà, đúng không ạ? Chúng ta đang lập trình. Thì cái cấu trúc của ước mơ thứ hai đó là ước gì tôi làm được điều gì đó. Ví dụ ước gì tôi đỗ được ngoại thương thì đấy là gì ạ? Tôi làm được cái điều gì đó. Đấy. Thì đấy là cái loại ước mơ số 2. Ví dụ như là ước mơ tôi có được sức khỏe thì nó cũng là một cái ước mơ gọi là ước mơ sở hữu sức khỏe, nhưng mà nó lại thuộc dạng ước mơ số 2, đó là ước mơ tôi có thể làm được điều đấy, sức khỏe thì để làm được điều gì đó, đúng không ạ? Đấy. Rồi ước mơ là tôi có thể là có trí tuệ. Đấy. Và ước mơ là tôi có được nhiều tiền, cái gì đó, ước mơ tôi có được hạnh phúc, ước mơ tôi có được tài chính. Đó, rất nhiều anh chị em đã có những cái ước mơ cho mình rồi, đúng không ạ? Thế thì cái ước mơ đầu tiên đó là ước mơ sở hữu, khi mà chúng ta đạt được cái điều gì đó, chúng ta có cái điều gì đó, khi mà chúng ta có cái điều gì đó. Đấy, có nhà đẹp, xe đẹp, vợ đẹp, con ngoan. Đấy, đúng không anh chị em? Đấy. Sở hữu những cái bất động sản, sở hữu những cái nguồn thu nhập thụ động, kiểu kiểu vậy. Đấy. Ước mơ là thiết kế và xây dựng cái căn nhà riêng của mình. Hoàn toàn là hợp lý anh chị em. Tất cả những ước mơ này đều là những ước mơ rất tuyệt vời, rất hợp lý. Tuy nhiên anh chị em chúng ta biết rằng là cái ước mơ mà khi mà chúng ta sở hữu cái điều gì đó ấy, thì thường nó cho chúng ta những cái niềm hạnh phúc ngắn hạn. Hạnh phúc ngắn hạn là sao ạ? Ví dụ như này. Nếu như mà chúng ta mua được một chiếc áo mới, chúng ta rất là hạnh phúc, rất là vui, rất là thích, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy những con người mẫu mặc những cái áo rất là đẹp, mình cũng ước mơ có chiếc áo đó. Đấy, và khi mình mua được chiếc áo đó, mình rất là hạnh phúc. Tuy nhiên cái hạnh phúc đấy nó sẽ gì ạ? Nó sẽ ngắn ngủi, nó sẽ kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ, hoặc là 3 ngày, cùng lắm là 3 tuần, đúng không ạ? Chúng ta mua một chiếc điện thoại mới, một cái điện thoại mà chúng ta rất là khao khát, rất là yêu thích, rất là gì ạ, rất là mong chờ nó, một cái món quà hoặc một cái điện thoại hoặc là một cái đồ vật gì đó mà chúng ta rất là yêu mến nó. Và khi chúng ta đạt được nó thì chúng ta cũng rất là vui, rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Đấy. Anh chị em nghe rõ Huy nói không? Hello, MC, Trịnh Trang, có nghe rõ Huy nói không? Có một số bạn là không nghe được. Em vẫn nghe rõ ạ. À rồi, ok. Rồi, thì khi mà chúng ta đạt được cái điều gì đó, chúng ta có sở hữu cái gì đó, thì chúng ta sẽ có cái niềm hạnh phúc. Nhưng mà thường cái hạnh phúc đó nó sẽ không kéo dài quá lâu. Và sau đó thì sao ạ? Sau đó chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm những cái thứ khác để chúng ta sở hữu. Và càng ngày, càng ngày, càng ngày, những cái điều mà chúng ta sở hữu nó càng gì ạ? Nó càng tăng trưởng, cần cao cấp hơn để thỏa mãn cái gì ạ? Cái niềm hạnh phúc của mình. Đó là lý do tại sao rất nhiều chị em thích mua sắm, họ sở hữu, họ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng sau khi họ cảm thấy hạnh phúc rồi, họ lại gì ạ? Họ lại không còn vui với cái điều họ sở hữu nữa, họ lại tiếp tục đi tìm kiếm cái thứ khác, đi tìm kiếm những cái đồ vật khác và họ gì ạ? Cứ tiếp tục mua sắm. Đó. Và kể cả chúng ta có gì ạ? Chúng ta mơ ước có một cái ngôi nhà đẹp. Nhưng khi mà chúng ta ở trong cái ngôi nhà đẹp đó, chúng ta sở hữu cái ngôi nhà đẹp đó rồi, thì sau một thời gian chúng ta thấy nó cũng bình thường và chúng ta lại tiếp tục đặt những cái mơ ước khác, đấy, và những cái mơ ước sở hữu khác để thỏa mãn cái gì ạ? Cái niềm hạnh phúc của mình. Bởi vì khi mà mình ở đó một thời gian rồi, mình không còn hạnh phúc với cái điều đó nữa, mình thấy nó bình thường rồi, đúng không ạ? Mình thấy nó bình thường đó. Và cái điều
mơ ước số 1 đó là mơ ước về mặt sở hữu cái gì đó, thì cái cách mà đạt được nó thì nó tương đối là đơn giản. Cái điều kiện để mà đạt được nó tương đối đơn giản, nó không phải là dễ mà nó là đơn giản. Đơn giản tức là sao ạ? Phần lớn những cái ước mơ mang tính chất sở hữu này ấy, thì chỉ cần có tiền hoặc có rất nhiều tiền thì bạn sẽ có thể đạt được ước mơ. Đấy. Bạn muốn có nhà, bạn muốn có xe, bạn muốn có điện thoại, ô tô, muốn có một cái điều gì đó, du thuyền, máy bay, rồi bất kể cái điều gì, thì bạn chỉ cần có tiền hoặc có rất nhiều tiền là chúng ta có thể có được cái ước mơ này. Có đúng không ạ? Đó, đó là lý do tại sao mà khiến cho chúng ta gì ạ? Cần phải kiếm nhiều tiền, bởi vì tiền có thể mua được rất nhiều những cái điều mà khiến chúng ta mơ ước. Ok không ạ? Đó. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta cứ chạy theo cái ước mơ số 1 này, chúng ta sẽ cảm thấy chưa hài lòng lắm. Chúng ta vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn lắm, bởi vì cái hạnh phúc nó ngắn hạn. Vì vậy là chúng ta hãy bắt đầu tìm kiếm cũng như là xây dựng cho mình, cũng như là lập trình cho mình cái ước mơ, loại ước mơ số 2. Đó là loại ước mơ gọi là ước mơ hành động. Loại ước mơ hành động. Ước mơ hành động thì tên của nó đã thể hiện cho chúng ta biết rằng để mà đạt được ước mơ này thì ngoài cái việc mà chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta mua được cái đồ gì đó thì chúng ta phải hành động. Đấy, và cấu trúc của nó là ước gì tôi làm được điều gì đó. Ví dụ như là ước gì tôi có thể chạy được 42 km. Đấy, thì khi mà chúng ta đạt được cái ước mơ đó thì chúng ta có một cái niềm hạnh phúc nó lâu dài hơn, nó bền bỉ hơn, nó âm ỉ hơn, và nó được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Ví dụ khi mà Huy mua cái điện thoại mới, Huy cũng thể đưa lên Huy khoe một số anh chị em, nếu mà mình thực sự là gọi như cảm thấy tự hào điều đó. Đấy. Tuy nhiên khi mà Huy đạt được cái giấc mơ của mình, đó là gì ạ? Đạt được một cái huy chương 42 km, thì Huy nhắc đi nhắc lại cái điều này rất rất nhiều lần, cho nên là gì ạ? Cái niềm hạnh phúc nó được gì ạ? Nó được lặp đi lặp lại nhiều lần. Mình mỗi lần nghĩ điều đó Huy đều cảm thấy tự hào, đều cảm thấy là gì ạ? Rất là sung sướng. Và đó chính là cái điều mà giúp cho mình cảm thấy hạnh phúc. Đúng không ạ? Đó. Ước mơ là tôi có gì ạ? Tôi có cơ bụng 6 múi đúng không ạ? Thì đó cũng là một thuộc dạng ước mơ là gì ạ? Dạng hành động. Đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái phần ước mơ này nó không chỉ khiến cho chúng ta trả giá bằng mặt tiền bạc. Nó không chỉ là tiền bạc nữa, mà nó còn gì ạ? Nó cần thời gian, công sức và sự nỗ lực kiên trì. Ví dụ như là chúng ta muốn đạt được một cái điều gì đó, ví dụ như vừa rồi có một bạn trẻ mong muốn đỗ được vào trường đại học ngoại thương, thì chúng ta cần phải nỗ lực hàng ngày để mà học tập, để mà rèn luyện, để rèn rũa bản thân, đúng không ạ? Thì khi đó chúng ta mới đạt được cái ước mơ làm cái điều gì đó. Ví dụ như là tôi có ước mơ đó là đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Đi du lịch khắp nơi trên thế giới, đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Đó. Thế thì đây là một cái ước mơ hành động. Và để đạt được cái ước mơ hành động đó thì chúng ta ngoài cái việc mà cần phải gì ạ? Cần phải bỏ ra tiền bạc, tất nhiên rồi. Đấy, hầu hết các ước mơ thì chúng ta đều gì ạ? Đều tốn kém về mặt tiền bạc. Nhưng mà hơn thế nữa, tiền bạc thì nó không mua được. Đấy, có những thứ tiền bạc không mua được. Ví dụ như là về sức khỏe, tiền bạc không có mua được. Tiền bạc có thể là đầu tư giúp chúng ta có một cái đôi giày chạy tốt. Có thể có giúp chúng ta mua các cái vé tập, mà mua những cái đồ đạc để mà tập luyện. Nhưng mà không thể giúp chúng ta có sức khỏe. Bắt buộc chúng ta phải dành thời gian, công sức, mồ hôi của mình để mà đạt được cái ước mơ này. Và cái điều vô cùng quan trọng khi mà chúng ta muốn có được cái ước mơ mang tính chất hành động này thì đó là chúng ta phải có sự nỗ lực và kiên trì. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. Ví dụ như là Huy có một cái ước mơ đó là viết những cuốn sách. Huy mong muốn mình có thể viết những cuốn sách, có thể có cho mình những cái cuốn sách do mình tạo ra cho mình viết.
Thế thì để mà có một cái để mà đạt ước mơ đó thì rõ ràng nó không chỉ là gì ạ, không chỉ là tiền bạc, mà đây là mình phải đầu tư thời gian, công sức, nỗ lực, sự kiên trì, đúng không ạ? Và đấy chính là một trong những cái điều mà khiến cho mình có những cái trạng thái cảm xúc hạnh phúc. Và mình sẽ hạnh phúc khi nào ạ? Mình sẽ hạnh phúc trong cái quá trình để mà mình thực hiện điều đó. Ví dụ trong cái quá trình mà Huy chạy marathon, thì trước khi mà Huy đạt được cái huy chương 42 km, thì trước đó Huy đã gì ạ? Huy đã đạt được những cái gọi là huy chương ngắn hạn hơn, nhỏ hơn, ví dụ như là 10 km, 21 km đó. Thì cái quá trình mà chúng ta gì ạ, đạt được cái điều đó, thì đấy là cái quá trình hạnh phúc, cái quá trình mà chúng ta gì ạ, xây dựng cũng như là gì ạ, là thực hiện cái ước mơ của mình, nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là sung sướng, bởi vì chúng ta đạt được những cái điều mà gì ạ, hàng ngày nhỏ 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 chúng ta đạt được những cái mục tiêu nhỏ đó. Cho nên người ta gọi là hạnh phúc nó là hành trình, nó ở chỗ này, hạnh phúc nó chính là hành trình, nó chính là ở cái chỗ này, đoạn này đó. Nó không chỉ là ở đích đến, không phải là chúng ta đạt được điều đó thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc, mà trong cái quá trình đó chúng ta đã đạt được hạnh phúc rồi. Đấy, cái ước mơ của mình ạ. Đó. Cho nên là chúng ta hãy gì ạ? Hãy xây dựng cho mình những cái hành động và những cái ước mơ mà chúng ta gì ạ? Đạt được những cái kỹ năng, những cái gọi là những cái thứ mà chúng ta phải dành thời gian, công sức và sự kiên trì. Ví dụ như là chúng ta có thể ước mơ để trở thành một doanh nhân thành công. Chúng ta ước mơ trở thành một doanh nhân thành công thì chúng ta phải nỗ lực từng bước đi từ những cái người khởi nghiệp đầu tiên, học tập kiến thức, nỗ lực đi theo những cái người mà thành công, tham gia vào những cái môi trường mà tích cực, tham gia vào những cái đội nhóm, tham gia vào những cái gọi là peer group là những cái người mà cùng nhau hoạt động, thường xuyên gặp gỡ nhau, thường xuyên nói chuyện với nhau để hỗ trợ giúp đỡ nhau, để mà gì ạ, để mà đi đến cái con đường để đạt được trở thành một cái người mà doanh nhân thành công. Rõ ràng không chỉ tiền không thể giúp chúng ta trở thành doanh nhân thành công được, đúng không ạ? Mà phải là sự nỗ lực kiên trì, nó có thể kéo dài trong vòng nhiều năm. Nó có thể kéo dài trong vòng nhiều năm, nhiều tháng. Đấy. Ví dụ như là Huy, trước đây Huy có một cái mơ ước, đó là mơ ước để trở thành một người diễn giả, một cái người truyền cảm hứng cho người khác. Đó. Thì đó cũng là một cái mơ ước mà tiền bạc, chỉ tiền bạc thì không đủ. Tất nhiên nó cũng cần phải có tiền bạc, nhưng mà tiền bạc thì không đủ. Đó. Thì khi mà chúng ta thực hiện cái mơ ước mang tính chất hành động này, thì phần lớn các cái mơ ước này nó sẽ không mang lại chúng ta tiền bạc, thậm chí là chúng ta phải bỏ tiền bạc ra để thực hiện cái mơ ước này của mình. Tuy nhiên, phần lớn chứ không phải tất cả. Tuy nhiên, khi mà chúng ta gì ạ, làm nhiều, chúng ta đạt được cái mơ ước này của mình, thì chúng ta sẽ được tích lũy một cái thứ nó gọi là gì ạ? Nó gọi là tài năng, nó gọi là kỹ năng, nó gọi là kiến thức, nó gọi là thói quen. Và cái điều này nó sẽ là nền tảng giúp chúng ta có một cái gì ạ? Có một cái ước mơ lớn hơn, ước mơ tiếp theo. Và cái ước mơ tiếp theo, ước mơ lớn hơn này có thể giúp chúng ta kiếm được rất rất nhiều tiền. Cái ước mơ số 3, cái loại ước mơ số 3 đó là loại ước mơ dạng cống hiến. Ước mơ dạng cống hiến. Ước mơ dạng cống hiến này ấy, thì nó có cái cú pháp như sau. Đấy. Cú pháp đó là tôi ước gì mình có thể làm được điều gì đó cho mọi người. Ví dụ như là thần đèn hiện lên thì tôi ước rằng là gì ạ, là thế giới này sẽ có hạnh phúc. Ví dụ như các hoa hậu này, khi mà hỏi là em ước mơ điều gì thì các hoa hậu thường nói là em ước mơ là thế giới này sẽ hòa bình, không có chiến tranh, mọi người đều no ấm, hạnh phúc, kiểu kiểu vậy. Thì đây là một cái ước mơ mang tính chất cống hiến. Đấy. Và ước mơ này thường nó sẽ đi đến cái việc là gì ạ? Sẽ giúp đỡ cho một ai đó, cho một nhóm người nào đó, hoặc là cho nhiều người, nói chung là cho người khác, đúng không ạ? Ước mơ dạng cống hiến này chúng ta có thể gọi nó là sứ mệnh. Nó gọi là sứ mệnh. Khi mà chúng ta làm điều gì đó cho người khác và khát khao có được điều đó thì nó gọi là sứ mệnh. Thế thì cái ước mơ dạng cống hiến này nó sẽ
có được khi mà chúng ta có cái dạng ước mơ số 2, đấy là dạng ước mơ hành động, và chúng ta có cái tài năng nào đó và chúng ta cống hiến tài năng đó giúp đỡ cho cộng đồng, giúp đỡ cho mọi người, thì khi đó chúng ta sẽ có cái hạnh phúc, chúng ta có niềm tự hào, bởi vì khi đó cái giá trị của chúng ta mới thực sự được gì ạ, được phát huy. Và chỉ khi nào mà cuộc sống của chúng ta có sự cho đi, giúp đỡ cho cộng đồng, cho người khác, thì cái cuộc sống chúng ta mới thực sự có ý nghĩa. Đấy. Và khi đó nó sẽ mang lại chúng ta cái niềm hạnh phúc lâu dài. Và cái ước mơ đó nó sẽ âm ỉ, nó sẽ kéo dài, nó sẽ là cái động lực vô cùng lớn để chúng ta làm những cái điều lớn lao, những điều khác biệt, những điều khó khăn. Còn nếu mà chúng ta chỉ có ước mơ là sở hữu một ngôi nhà, một cái xe, thì chúng ta chưa đủ cái động lực để mà chúng ta vượt qua những cái chông gai, vượt qua những cái khó khăn. Ví dụ như là trước đây Huy ước mơ là Huy sẽ xây dựng cho mình những cái ngôi nhà tuyệt vời, ước mơ là được đi du lịch đó đây, thì Huy có ước mơ sở hữu, có ước mơ hành động. Tuy nhiên thì Huy vẫn không đạt được những ước mơ đó sau rất nhiều năm. Sau hơn 10 năm đi làm, rồi cũng làm việc rất là vất vả. Đấy, nhưng mà không đạt được cái ước mơ đó. Đó. Thế thì sau đó thì bắt đầu mình mới nghĩ lại, bắt đầu mình lập trình lại cái ước mơ của mình. Và sau đó thì đưa ra một cái ước mơ, lập trình cái ước mơ đó là tôi mong muốn giúp đỡ hơn 50.000 người Việt Nam, ở Việt Nam và trên thế giới có được một cuộc sống hạnh phúc và thành công như là điều họ mong muốn. Và sau khi mà Huy bắt đầu cái ước mơ dạng cống hiến, thì tự nhiên những cái ước mơ nhỏ nhỏ hơn của Huy đã bắt đầu thành hiện thực. Và Huy có động lực lớn hơn để vượt qua những cái khó khăn. Có rất nhiều những khó khăn khi mà chúng ta thực hiện những cái ước mơ của mình. Và anh chị em chúng ta phải sẵn sàng trả giá để mà gì ạ? Để mà đạt được những ước mơ đó. Cái quan trọng nhất là khi mà chúng ta đưa ra những cái thứ mà chúng ta sẵn sàng trả giá, mà chúng ta cảm thấy là nó xứng đáng, thì chúng ta gì ạ? Chúng ta thực hiện. Còn nếu mà nó cảm thấy không xứng đáng thì chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ không thực hiện nó. Đúng không ạ? Đó. Cho nên là khi mà chúng ta có cái ước mơ dạng cống hiến thì nó sẽ giúp cho chúng ta có cái động lực mạnh hơn. Đó. Ok, thì Huy vừa liệt kê sơ bộ cho anh chị em ba cái loại ước mơ mà anh chị em chúng ta cần phải lập trình và cú pháp để lập trình nó. Ở đây là chúng ta gì ạ? Lập trình if then nếu thì, đúng không ạ? Giống như là cái phần lập trình cuộc sống hôm trước Huy có chia sẻ. Như vậy là gì ạ? Có nhiều người sẽ nói rằng nếu mà có tiền thì tôi sẽ đạt được ước mơ này, tôi sẽ mua cái này, tôi sẽ mua cái kia. Nếu như mà tôi có sức khỏe thì tôi sẽ chạy marathon. Nếu như mà tôi có tiền thì tôi sẽ mang đi, tôi giúp đỡ mọi người, tôi sẽ làm từ thiện, tôi sẽ cho mọi người cái điều này, điều kia. Nhưng mà để mà lập trình cuộc sống và lập trình cái ước mơ của mình thì chúng ta cần phải lật ngược lại cái vấn đề. Đó là nếu như mà chúng ta có ước mơ thì chúng ta sẽ hành động, có những cái hành động để mà đạt được điều đó. Nếu mà chúng ta muốn có ngôi nhà thì chúng ta phải gì ạ? Phải có tiền, phải làm việc thì mới có gì ạ? Có tiền mua cái ngôi nhà đó. Như vậy là không phải chúng ta có tiền thì mua ngôi nhà, mà mua ngôi nhà rồi sẽ có tiền. Đấy, không phải là có tiền thì mới mơ ước đến cái ngôi nhà, mà mơ ước đến ngôi nhà thì mới có tiền. Không phải là chúng ta có sức khỏe thì chúng ta mới chạy marathon, mà đặt mục tiêu mơ ước chạy marathon thì chúng ta mới có sức khỏe. Trước đây thì Huy cũng là đợi khi nào mình khỏe thì mình chạy, nhưng mà thực tế là khi nào mình chạy thì mình mới khỏe. Đúng không anh em? Nếu mà chạy if you run, tức là nếu mà bạn chạy then you khỏe, đúng không ạ? Không phải là if I khỏe thì then I run. No. Chúng ta phải gì ạ? Nếu mà tôi chạy thì tôi khỏe, chứ không phải nếu mà tôi khỏe thì tôi chạy. Được không ạ? Nếu mà tôi giúp đỡ mọi người thì tôi sẽ thành công, chứ không phải là nếu tôi thành công thì tôi sẽ giúp đỡ mọi người. Được không ạ? Đấy, vì vậy là chúng ta lập trình cái ước mơ của mình bằng cách là gì ạ? Viết xuống những cái ước mơ của mình trước, sau đó thì chúng ta mới tìm ra cách để mà thực hiện nó. Được không ạ?
Đấy, mình đặt cái mệnh đề ngược lại. Đó. Mình muốn cái điều gì thì phải viết cái điều đó xuống, phải khao khát nó, phải nhìn nó hàng ngày, phải theo dõi nó. Đúng không ạ? Đấy, thì khi đó chúng ta mới lập trình được cái ước mơ của mình. Rất nhiều người không đạt được ước mơ của mình bởi vì họ không hiểu điều này. Họ không hiểu điều này. Hoặc là họ hiểu nhưng họ không làm. David Copperfield, một diễn một ảo thuật gia đại tài trên thế giới đã từng nói: hầu hết mọi người đều có ước mơ, nhưng hầu hết họ không làm bất kỳ điều gì để đạt được ước mơ của họ. Đó. Thế thì việc đầu tiên đó là chúng ta phải cần phải có ước mơ. Đấy. Tuy nhiên chúng ta phải hành động để đạt ước mơ của mình. Thì bây giờ Huy sẽ hướng dẫn anh chị em ba cái cách để mà chúng ta đạt được ước mơ của mình, hay là ba bước để mà đạt được ước mơ của mình, đúng không ạ? Bước số 1 để mà thiết kế cái ước mơ của mình, thiết kế cái ước mơ của mình. Bước số 1 đó là chúng ta hãy tìm kiếm những cái thông tin liên quan đến những cái điều mà khiến cho chúng ta vui vẻ, hạnh phúc. Ví dụ như là khi mà Huy nhìn thấy những cái resort, những cái nơi rất là đẹp ở trên thế giới, thì Huy bắt đầu tìm kiếm về nó. Ví dụ như là Huy tìm kiếm về Maldives, Huy tìm kiếm về Dubai, thì trước khi mà Huy đặt chân đến đó thì Huy sẽ tìm kiếm những cái thông tin, những cái hình ảnh, những cái video đó, nói về cái điều đó để làm gì ạ? Để mà Huy xây dựng cho mình những cái hình ảnh, những cái gọi là những cái khát khao đấy, để mà mình trước khi mà mình đặt được mình đặt cái ước mơ đó thì mình phải biết về nó. Tại sao mọi có những người thì thích đi nơi này, có những người thích đi nơi kia, bởi vì họ có thông tin về nó, đúng không ạ? Đó. Thế thì bước 1 là chúng ta tìm kiếm thông tin và xây dựng cho mình một cái bảng ước mơ, thiết kế cho mình cái bảng ước mơ, lập trình cho mình cái bảng ước mơ. Cái bảng ước mơ thì đó là gì ạ? Những cái nơi mình muốn đến, những cái việc mình muốn làm và những thứ mà mình muốn sở hữu. Đó ạ. Đấy. Thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ rơi vào hai cái loại ước mơ đầu tiên, đó là những thứ mình muốn sở hữu. Ví dụ như là mình muốn cái nhà như thế nào thì mình gì ạ? Mình tìm hiểu, nghiên cứu những cái loại nhà như vậy. Ví dụ như là mình muốn cái bể bơi như nào thì mình đến những cái nơi mà có những cái bể bơi như vậy, hoặc tìm những cái hình ảnh có những cái bể bơi như vậy, mình sưu tầm nó lại, mình đưa nó vào một cái bảng. Đấy. Trước đây thì Huy được học đó là gì ạ? Là mình in ra những cái tranh, mình in ra những cái tranh, sau đó là mình nhìn vào nó hàng ngày để mà mình gì ạ? Mình thiết kế cũng như là mình lập trình cho mình cái ước mơ, lập trình cho mình cái ước mơ có sẵn ở trong đầu trước. Mình phải có cái hình ảnh đó trước ở trong đầu thì sau đó ước mơ nó mới trở thành hiện thực được. Thì cái này là Huy được học ở trong cái video cũng như là cái cuốn sách về luật hấp dẫn. Anh chị em cũng đã từng nghe về cái luật hấp dẫn rồi đúng không ạ? Đã từng xem cái video về luật hấp dẫn đúng không ạ? Về bí mật tối cao của vũ trụ rồi đúng không ạ? Tức là khi mà chúng ta có trong đầu những cái hình ảnh, những cái ước mơ như vậy thì dần dần cái luật hấp dẫn nó sẽ kéo cho mình những cái ước mơ đó về với mình. Đó. Thì Huy được học là xây dựng một cái bảng, tức là mình in ra những cái hình ảnh, những cái ngôi nhà mà mình muốn, những cái xe mà mình muốn, rồi những nơi mà mình muốn đến, những thứ mà mình muốn sở hữu. Được chưa? Đấy, nó gọi là bảng tầm nhìn hay là bảng ước mơ. Nhưng mà sau đó thì Huy không sử dụng cái bảng đó mà Huy đưa nó lên online, bởi vì khi mà online ấy, thì nó rất là hay, đó là mình có thể có những cái hình ảnh mình đưa lên đó và mình bổ sung nó liên tục, chứ không phải là cái bảng ấy đôi khi nó sẽ hơi bị gọi là cứng, bởi vì ước mơ anh chị em, ước mơ thì nó cũng dạng nó cũng liên tục tăng trưởng, nó liên tục thay đổi. Và khi mà chúng ta đạt ước mơ này thì chúng ta có cái ước mơ khác lớn hơn. Vì vậy là gì ạ? Là chúng ta cần phải có những cái công cụ để giúp chúng ta thiết kế cái bảng tầm nhìn của mình. Ví dụ Huy có cái bảng tầm nhìn của Huy. Đấy. Ở đây thì cho anh chị em xem cái bảng tầm nhìn của Huy. Ok, anh chị em có muốn xem không ạ? Đấy. Ok.
Ví dụ như ở đây thì có sử dụng cái nó gọi là Pinterest. Pinterest tức là mình pin hay là mình ghim những cái điều mà mình cảm thấy thú vị, những cái điều mình cảm thấy yêu thích, những cái điều mà mình gọi là mơ ước, đúng không ạ? Thế thì ví dụ ở đây Huy mơ ước có một cái ngôi nhà và có những cái thiết kế như này. Thế Huy tìm những cái ngôi nhà mà có những cái hình ảnh đẹp, có những cái bức những cái hồ bơi, có những cái hồ bơi rất là đẹp. Đấy thì Huy thích, rất thích hồ bơi, bởi vì chắc là mình thuộc mệnh thủy, mình rất thích hồ bơi. Cho nên là mình sưu tầm những cái hình ảnh, những cái ngôi nhà có những cái hồ bơi rất là đẹp như này. Đó. Và mình mơ ước là sau này mình sẽ có cái ngôi nhà nó giống như này. Đó, có những cái hồ bơi như này. Rồi có những cái thiết kế như vậy. Đấy, có những cái cầu thang như này. Đó, rất là hay. Đó. Thì đấy là cái điều mà gì ạ? Mình trước khi mình có được cái điều gì đó thì mình phải gì ạ? Mơ ước về nó. Mình muốn một cái ngôi nhà thì cái ngôi nhà nó sẽ trông như thế nào? Đấy, cái ngôi nhà nó sẽ trông như nào? Đấy, nó sẽ nhiều kính. Đấy, nó sẽ không cần quá là cao, nó chỉ khoảng 2 đến 3 tầng thôi. Đấy, và gì ạ? Nó có cái hồ bơi rất là đẹp và có cái view rất là rộng. Và có thể nó sẽ có nhiều cây. Ví dụ nó có thể có nhiều cây. Đó. Thì đấy là những cái gọi là mình thiết kế trước, mình lập trình trước cái ý tưởng khi mà mình muốn có những cái ngôi nhà như vậy. Đó. Thì đấy là mình sưu tầm những cái bức tranh, những cái hình ảnh. Đó, mỗi khi nào mình có một cái hình ảnh, một cái bức tranh nào đó đẹp thì mình lại gì ạ? Mình lại pin vào đây. Đó, mình có thể upload lên hoặc là mình tìm kiếm ở trên mạng để mà mình gì ạ? Mình lưu vào đây những cái hình ảnh như này. Đó là gì ạ? Đó là cách để mà mình lập trình cho mình cái điều mà mình mong muốn. Ví dụ như là Huy rất thích đi du lịch. Rất thích đi du lịch. Thế thì ở đây là Huy đưa vào trong đây của mình rất nhiều những cái hình ảnh của những cái nơi mà mình muốn đến, những nơi mà mình khao khát muốn đến. Đó. Ví dụ như là Huy muốn đến ở Việt Nam thì hầu như là Huy đến hết những cái nơi mà gọi là du lịch rồi. Ví dụ như ở Phú Quốc nhỉ. Thì Huy cũng lưu lại những cái hình ảnh. Đó. Anh em thấy những cái hình ảnh ví dụ như là cô gái nằm trên võng này, hoặc là gì ạ? Ví dụ như cái hình ảnh cái xích đu này, anh em thấy hình ảnh xích đu này. Huy cũng có hình ảnh xích đu. Đó, Huy cũng có hình ảnh xích đu. Đây, anh chị em thấy không ạ? Đấy, mình có hình ảnh xích đu đấy, vẫn mặc cái áo này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, mình cũng trải nghiệm những cái điều đó. Đấy. Rồi Vin Wonder, đấy, rồi là cái cáp treo dài nhất Đông Nam Á. Đấy, tất cả mình đã đều thưởng thức hết. Rồi là gì ạ? Là những cái khu vui chơi trẻ em, rồi Vin Wonder, tất cả như thế, chợ đêm Phú Quốc. Rồi cái khu mà chỗ Vin Wonder Phú Quốc đấy, ví dụ thế. Đấy, tất cả những thứ này đều Huy đều có, Huy đã đều đến đấy, ở đây cũng có. Đấy, anh chị em có thể xem. Đây là một số cái hình ảnh khi mà Huy đi Phú Quốc đấy. Ví dụ đây là con gái Huy là chụp ở cái đường gọi là cái đường châu Âu này đấy. Đấy, rồi Huy có những cái video khi mà Huy đến những cái chỗ đó thì mình hình dung trong đầu trước những cái điều mà mình muốn muốn có, thì đến một lúc nào đó thì tự nhiên là gì ạ? Là mình sẽ đạt được cái điều đó, mình sẽ đạt được cái điều mà mình thực sự mong muốn đó. Anh em thấy rất là hay. Có những cái bến cảng, có những cái cầu tàu rất là đẹp đấy, nó kiểu kiểu như vậy đó. Đấy, những cái xích đu như thế này rất là hay. Đấy, kiểu kiểu như thế. Thì anh chị em thấy rằng là gì ạ? Là chúng ta thiết kế cái ước mơ của mình bằng cái bảng tầm nhìn. Đấy, thiết kế cái ước mơ của mình bằng cái bảng tầm nhìn, và chúng ta đưa vào đó, cập nhật nó, liên tục cập nhật nó. Thỉnh thoảng chúng ta lại xem lại nó để mà chúng ta lập trình trước những cái điều mà mình thực sự mong muốn, những cái điều mà mình
mơ ước, đúng không ạ? Đưa vào đó ví dụ như cái xe mà mình muốn, những cái thiết bị điện tử mà mình muốn đó. Thế là mình Huy rất thích chơi những cái đồ công nghệ, những đồ thiết bị điện tử, cho nên là Huy mua rất là nhiều những cái đồ công nghệ đó. Và mỗi khi mà có một cái đồ công nghệ nào đó mới ra thì mình đưa cái đồ công nghệ đó vào trong cái gọi là bucket list, hay là cái gọi là danh sách những cái thứ mà mình muốn sở hữu, mình đưa nó vào đó. Đấy, được chưa? Thì đấy là cái điều mà Huy đã thực hiện. Và Huy có một cái bức thư gửi cho mình từ cách đây 5 năm, năm 2016 thì Huy đã bắt đầu tham gia vào một cái lớp học. Và trong cái lớp học đó thì Huy cần phải làm một cái bài tập, đó là viết một cái bức thư mà mình sẽ gửi cho mình sau 5 năm nữa. Tức là một cái người ở trong tương lai gửi cho mình thì chính là bản thân mình. Bản thân mình ở trong tương lai 5 năm nữa sẽ gửi cho mình một bức thư. Đấy, thì đây chính là bước số 2. Sau khi chúng ta thiết kế cái bản tầm nhìn anh chị em nhé, thì cái bước số 2 này, đúng không ạ? Bước số 2 thì đó là chúng ta gì ạ? Viết cho mình một cái bức thư để mà gì ạ? Để mà biết ơn, để mà cảm ơn mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình đã thực hiện những cái điều mơ ước. Cái con người của mình sau 5 năm nữa, sau 10 năm nữa, khi đó chúng ta đã đạt được những cái ước mơ rồi. Ví dụ như là cách đây năm 2016 khi bắt đầu Huy đi học các cái chương trình học phát triển bản thân. Năm 2016 là năm mà Huy đánh dấu cái sự thay đổi bằng cách là gì ạ? Bắt đầu đi học các cái chương trình, các cái lớp học tập về phát triển bản thân. Thì khi đó Huy đã bắt đầu viết cho mình một cái bức thư. Và khi đó mình đã gì ạ? Khi đó thì Huy chỉ mong muốn đơn giản đó là gì ạ? Là mình có tiền, có nhiều tiền và mình trả hết nợ. Mình mong muốn có bao nhiêu tiền đó, và mình mong muốn trở thành một cái người mà có giá trị. Mình mong muốn trở thành cái người mà có thể truyền cảm hứng, truyền động lực cho những người khác. Mình mong muốn trở thành cái người mà có được nhiều người yêu mến, nhiều người ngưỡng mộ đó. Mình mong muốn mình được đi những cái nơi, nhiều nơi ở trên thế giới và ở Việt Nam. Đấy. Thế thì ở Việt Nam thì mình đi gần hết rồi, trong 5 năm đó mình đi gần hết rồi. Tuy nhiên thì trên thế giới thì không đi được nhiều, bởi vì những cái năm gần đây thì có điều kiện nhưng mà lại không có điều kiện mặt kinh tế, nhưng mà do Covid nó dẫn đến tình trạng là không được đi du lịch nước ngoài nhiều. Ví dụ như là Huy trong cái phần bảng bảng ước mơ của Huy á, thì có một cái phần đó là ước mơ đi Dubai. Đấy, ước mơ đi Dubai thì sắp tới đầu tháng 5, khoảng độ gần 2 tuần nữa thì Huy sẽ có một chuyến đi Dubai, rất tuyệt vời, anh chị em thấy không ạ? Cái ý tưởng, cái mong muốn hay là cái gì ạ? Cái mơ ước của Huy được đi Dubai thì nó diễn ra từ cách đây hơn 5 năm cơ. Tức là mình mơ ước được đi Dubai từ cách đây 5 năm. Và lúc đó thì mình cũng chưa biết làm thế nào để mình đi Dubai cả. Đấy. Và chưa biết khi nào thì mình đi cả. Nhưng việc của mình đó là gì ạ? Mình cứ mơ, mình cứ đặt mục tiêu. Đấy. Mình cứ mong muốn nó, và mình bắt đầu tìm kiếm những cái hình ảnh, và mình tìm kiếm những cái thông tin về nó. Đấy. Mà mình ngắm nghía nó, mình tìm hiểu về nó, nghiên cứu về nó. Đấy. Và mình khi mà mình muốn thực sự muốn điều gì ạ, thì mình nghiên cứu nó, mình đã cảm thấy vui, đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Nó cảm thấy làm cho mình cảm thấy rạo rực rồi. Đấy, mình chỉ nghĩ đến cái việc là mình đi Dubai mình đã cảm thấy sung sướng. Đó, thì đó chính là cái động lực để giúp chúng ta hành động. Và cái điều tuyệt vời là tháng 5 này Huy đi Dubai thì Huy sẽ ở khách sạn 5 sao. Và gần như là mình được tài trợ 100% cái tiền của tiền khách sạn, tiền thậm chí là tiền đi chơi luôn. Thì rất là tuyệt vời. Cái điều nó xảy đến mà mình không thể nào ngờ được. Mình không ngờ được rằng là mình lại có thể được cái đặc quyền vô cùng tuyệt vời như vậy. Nếu mà bình thường có lẽ là mình sẽ không bao giờ mình đi được. Nhưng mà tự nhiên lại có người họ lại cho mình một nửa cái số tiền để mà mình đi Dubai. Đấy. Thế anh chị em thấy không ạ? Rất tuyệt vời. Đó. Thì khi mà chúng ta
xây dựng cái ước mơ và thực sự là gì ạ, thực sự là mình mong muốn cái ước mơ đó của mình, thì một lúc nào đó nó sẽ trở thành hiện thực đó. Thì khi mà Huy viết cho mình cái bức thư và Huy nhìn lại sau 5 năm 2016 đến 2021, thì Huy nhìn lại thì Huy thấy là Huy đã đạt được phần lớn những cái điều mà mình mơ ước. Có một số điều mà không đạt được, giống như cái việc mà đi du lịch nhiều nơi trên thế giới thì do một số cái lý do bất khả kháng thì mình không đi được. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà phần lớn những cái phần khác, ví dụ như là trả hết nợ này, ví dụ thế, là mình đã trả hết nợ và mình đã có những cái thu nhập rất là tốt. Mình đã có những cái phong cách sống, mình đã có một cái cuộc sống rất là ổn định. Mình đã có sở hữu cho mình những cái thứ mà mình mơ ước. Và mình đặc biệt đó là mình mơ ước đó là mình giúp đỡ được nhiều người. Thì hiện nay thì mình đã giúp đỡ được rất là nhiều người và đang đi trên cái con đường giúp đỡ nhiều người hơn. Cái ước mơ về mặt cống hiến ấy, ví dụ như là trong cái phòng Zoom ngày hôm nay thì đó là gì ạ? Đó là cái cống hiến, cái sự cống hiến của mình, đúng không ạ? Đấy, thì mình làm vì cống hiến, làm vì đam mê, chứ không chỉ là làm về để mà mình sở hữu cái gì đó, không chỉ là kiếm tiền mà nó còn lớn hơn cả tiền. Thì lúc đó thì mới thực sự là cái động lực lớn để mình giúp mình vượt qua những cái lúc mà nó khó khăn, lúc mà mình chán nản, lúc mà mình mệt mỏi, đúng không ạ? Đó. Thì cái bước số 2 đó là chúng ta hãy viết cho mình một bức thư mà được gửi từ gì ạ? Từ tương lai. Và chúng ta nhớ là phần lập trình nó nằm ở chỗ này này. Nếu mà chúng ta viết cái bức thư đó thì chúng ta có thể dễ dàng đạt được nó. Không hẳn là dễ dàng đạt được nó, nhưng mà nếu mà chúng ta viết bức thư đó thì chúng ta tăng cao cái tỷ lệ mà chúng ta có thể đạt được nó. Đấy, chúng ta có thể có cái tỷ lệ mà đạt được cái ước mơ đó cao hơn, anh chị em nhé. Chứ không phải là dễ dàng hay là chắc chắn, mà tỷ lệ mà chúng ta có thể đạt được cái ước mơ đó nó cao hơn so với bình thường. Đó, cho nên là phần lớn những cái người học Zoom buổi sáng ngày hôm nay, phần lớn mọi người sẽ có ước mơ. Một phần lớn mọi người sẽ nghe xong sẽ gật gù, hay đấy, được đấy, chúc mừng, good good. Nhưng mà phần lớn mọi người sẽ không làm gì cả. Và một số người sẽ bắt đầu viết cho mình một bức thư. Trong bức thư đó chúng ta sẽ nói những cái gì ạ? Huy sẽ hướng dẫn anh chị em. Bao nhiêu anh chị em muốn Huy hướng dẫn anh chị em viết cái bức thư để mà gửi cho mình, để mà giúp mình tăng cao cái tỷ lệ mà đạt được cái ước mơ đó. Nếu anh chị em nào thực sự muốn thì hãy comment tôi, Huy sẽ gì ạ? Huy sẽ chia sẻ. Thời gian thì nó không còn nhiều, Huy sẽ chia sẻ nó hơi dài hơn một chút, anh em nhé, lưu ý. Thế thì trong cái bức thư đó chúng ta sẽ nói gì với mình? Thì đầu tiên khi mà chúng ta viết cái bức thư đó, đấy, chúng ta lập trình cho mình, chúng ta lập trình trước cho mình, đó là chúng ta lập trình trong cái tư duy của mình, chúng ta phải có khả năng tưởng tượng. Chúng ta phải có khả năng tưởng tượng và chúng ta phải có cảm xúc giống như là chúng ta đã đạt được cái điều đó rồi, đúng không ạ? Giống như chúng ta đã đạt được cái điều đó rồi. Đấy. Thế thì khi đó thì chúng ta sẽ tưởng tượng rằng là 5 năm nữa chúng ta đã được đi du lịch khắp mọi nơi, chúng ta có một sức khỏe tốt, chúng ta đã trở thành doanh nhân thành đạt, chúng ta đã giúp đỡ được 50.000 người giống như cái ước mơ của Huy nhé. Chúng ta đã có cái ngôi nhà mơ ước của mình, chúng ta đã có cái xe mơ ước của mình, chúng ta đã có những cái trải nghiệm mơ ước của mình. Thì khi đó chúng ta sẽ viết một bức thư để cảm ơn cái con người hiện tại của mình. Nhớ này, cái bức thư đó không phải bức thư để mà kể tội hay là kể lể hay là than nghèo kể khổ nhé. Bởi vì khi đó chúng ta đã đạt được ước mơ của mình rồi. Chúng ta phải có khả năng tưởng tượng ra cái điều này. Và chúng ta cần phải có cái cảm xúc khi mà chúng ta đạt được cái điều đó, chúng ta sung sướng như thế nào. Và khi chúng ta tưởng tượng xong thì khi đó chúng ta bắt đầu viết cái bức thư. Thế thì để mà chúng ta có khả năng tưởng tượng như vậy thì anh chị em có thể làm theo cách này. Đó là chúng ta ngồi một mình ở trong cái căn phòng không có ai, hoàn toàn tối. Chúng ta đốt một cây nến, sau đó nhìn vào cây nến đó thật là lâu và tưởng tượng ra cái hình ảnh mà mình sẽ đạt được, tưởng tượng ra cái cảm xúc của mình, mình sung sướng như nào khi mà mình đạt được những cái điều mà mình mơ ước, đúng không ạ? Cái điều này giúp chúng ta có sự lắng đọng, tập trung và nhìn vào bên trong của mình.
tắt hết tất cả các thiết bị, máy tính, điện thoại, kể cả đèn, kể cả gì ạ, tất cả những thứ gì khác mà có thể gây sao nhãng cho chúng ta. Đó. Sau đó thì chúng ta hãy viết xuống cái bức thư nó có nội dung như sau. Cái này anh chị em gọi là Huy chỉ hướng dẫn thôi nhé, chứ không phải là anh chị em bắt buộc làm theo cái hướng dẫn của Huy. Anh chị em có thể tự nghĩ ra cái bức thư của mình, Huy chỉ hướng dẫn gọi là gợi ý thôi nhé. Đúng không ạ? Thì cái bức thư nó sẽ mang tính chất đó là cảm ơn những cái cố gắng, những sự nỗ lực, những sự quyết tâm, những cái gọi là sự chăm chỉ của mình. Đấy. Mình cảm ơn chính mình bởi vì mình đã đạt được những cái điều đó. Nhờ sự quyết tâm, nhờ sự nỗ lực, nhờ sự cố gắng của mình mà mình đã đạt được những cái điều mà mình mơ ước. Thế thì mình hãy viết về những cái điều như sau. Thứ nhất đó là mình hãy viết về cái sự giàu có mà mình đã đạt được sau 5 năm nỗ lực, cố gắng, chăm chỉ, học tập, rồi phát triển bản thân, rồi làm việc, rồi cống hiến. Đúng không ạ? Để mà giúp chúng ta đạt được cái ước mơ của mình. Ví dụ như sự giàu có đó là mình có bao nhiêu tiền ở trong tài khoản, mình đã trả được cái món nợ cách trù của mình như thế nào, mình cảm ơn bởi vì nhờ cái sự chăm chỉ, sự cố gắng của mình mà mình đã mua được cái ngôi nhà mơ ước cái trị giá bao nhiêu tiền đó. Mình cảm ơn bởi vì nhờ cái sự cố gắng, chăm chỉ, nỗ lực, kiên trì không bỏ cuộc của mình mà mình đã mua được cái con xe tuyệt vời như mình mơ ước. Con xe có thể là Mercedes bao nhiêu đó, hoặc là Lexus 750, ví dụ thế, LX750, đấy, kiểu vậy. Thì cái con xe mà mình lựa chọn là con nào, đấy, ví dụ như là mình đang rất là thích cái con xe VF8, có là xe điện của VinFast ấy. Con đấy vừa mới ra mắt, đang chuẩn bị xuất, gọi là bán khắp thế giới. Thế thì mình hãy cảm ơn cái con người của mình ở cái thời điểm hiện tại, rằng nhờ có sự cố gắng nỗ lực của họ mà mình đạt được những cái điều đó. Thì cái đầu tiên đó là sự giàu có về mặt tiền bạc. Cảm ơn về tiền bạc, về sự giàu có về mặt tiền bạc. Cái thứ hai, chúng ta hãy nói về cảm ơn về sự giàu có về sức khỏe. Cảm ơn bạn nhờ những cái sự nỗ lực, chăm chỉ, rèn luyện, tập luyện thể dục thể thao, ăn uống tốt mà giờ đây tôi có một sức khỏe tốt. Tôi có thể chạy được bao nhiêu km, tôi có thể nâng được bao nhiêu kg tạ, tôi có thể hít đất được bao nhiêu cái, tôi có thể đu xà được bao nhiêu cái. Được không ạ? Đấy. Đấy, tôi có thể nâng tạ được bao nhiêu cái, bao nhiêu kg. Đó. Thì mình cảm ơn mình bởi vì mình đã có một cái sức khỏe tốt. Đấy, mình đã giảm thiểu được cái bệnh lý nào đó. Nếu mà mình người nào mà có bệnh ấy, thì bao giờ cũng có ước mơ là mình được hết bệnh, mình được khỏe mạnh, đúng không ạ? Đó. Thì cái thứ hai mà chúng ta viết cho mình đó là cảm ơn nhờ cái sự giàu có về mặt gì ạ? Về mặt sức khỏe, đúng không ạ? Đó. Cái thứ ba nữa đó là chúng ta hãy cảm ơn chính bản thân mình về những cái mối quan hệ tích cực mà mình đã nỗ lực trong cái việc xây dựng. Mối quan hệ với cha mẹ mình, với anh chị em nhà mình, với vợ, với chồng của mình, với con cái của mình. Mình đã tích cực, mình đã nỗ lực để xây dựng những mối quan hệ như vậy. Những cái mối quan hệ với những người bạn, những mối quan hệ với những người đồng nghiệp, những mối quan hệ với những khách hàng của mình. Bao nhiêu người đang yêu quý mình. Nhờ có bạn, nhờ có sự nỗ lực của bạn mà giờ đây tôi trở thành một cái người mà có rất nhiều người yêu quý, tôi có rất nhiều người bạn, rất nhiều người đồng nghiệp, những người đồng đội đang sát cánh kề vai cùng với tôi. Nhờ cái sự gì ạ? Nhờ cái sự quyết tâm, nhờ cái sự gì ạ? Nỗ lực, nhờ cái sự kiên trì và nhờ cái sự gì ạ? Sẵn sàng bỏ đi cái tôi của bạn mà giúp cho bạn có thể kết nối với nhiều khách hàng hơn. Đó, và giờ đây tôi được sở hữu rất nhiều khách hàng dựa trên cái thành quả mà bạn đã để lại cho tôi. Đúng không ạ? Cho nên là hãy cảm ơn về sự giàu có về các cái mối quan hệ. Nhờ có sự hy sinh của bạn mà giờ đây tôi có một cái gia đình hạnh phúc, kiểu vậy. Được không anh em? Đó. Cái tiếp theo, cái số 4
cái số 4 để mà chúng ta lập trình cho mình cái ước mơ, đó là hãy trong cái bức thư đó chúng ta hãy nói là chúng ta hãy cảm ơn về những cái gì ạ, về những kiến thức mà mình đã nhận được, những kỹ năng mà mình đã có, những cái trí tuệ mà mình đã phát triển, sự giàu có về mặt trí tuệ. Đấy, cái số 4 mà chúng ta phải viết cho mình trong cái bức thư đó, đó là cảm ơn bạn vì sự nỗ lực học tập, nghiên cứu, trải nghiệm của bạn mà giờ đây tôi đã là một cái người mà có trí tuệ, có sự phát triển bản thân. Giờ đây tôi đã trở thành cái người rất là giỏi, rất là nhiều kỹ năng. Tôi có kỹ năng này, kỹ năng này, kỹ năng này. Tôi có những cái thói quen này, thói quen này, thói quen này. Đấy, liệt kê tất cả những thói quen mà mình mơ ước. Ví dụ như là thói quen ăn uống thực dưỡng, thói quen luyện tập thể dục thể thao, thói quen đọc sách, thói quen dậy sớm, thói quen làm việc chăm chỉ, kiểu kiểu vậy. Bất kể những cái thói quen nào chúng ta muốn, hãy liệt kê nó ra và gì ạ? Cảm ơn chính chúng ta. Đúng không ạ? Đấy. Hãy cảm ơn chính chúng ta. Đó. Viết cái bức thư để cảm ơn cái sự giàu có về mặt trí tuệ. Đúng không ạ? Và cái số 5. Cái số 5. Chúng ta hãy cảm ơn bản thân mình về những cái giàu có về mặt cảm xúc. Giàu có về mặt cảm xúc tức là gì ạ? Là cảm ơn bạn, nhờ có bạn mà hiện nay tôi cảm thấy hạnh phúc như nào. Tôi có những cảm xúc như nào. Tôi có những cái tính cách như thế nào. Đấy. Ngoài những cái thói quen thì có tính cách như nào. Ví dụ, nhờ cái sự nỗ lực của bạn, nhờ cái sự rèn luyện của bạn mà giờ đây tôi trở thành một cái con người là dũng cảm, mạnh mẽ, quyết tâm và gì ạ? Và tràn đầy yêu thương, kiểu kiểu vậy. Thì mình định nghĩa con người của mình như nào thì mình hãy tưởng tượng là khi mà mình đạt được cái điều đó thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ cảm ơn cái sự nỗ lực của cái con người trong quá khứ của mình. Con người trong quá khứ chính là con người hiện tại anh chị em. Hiện tại chính là quá khứ của tương lai. Có đúng không ạ? Hiện tại chính là quá khứ của tương lai. Và tương lai chúng ta muốn điều gì đó thì hãy gì ạ? Hãy cảm ơn trước. Và điều này anh chị em nhớ này, anh chị em nhớ này, chúng ta muốn cái điều gì đó thì chúng ta phải lập trình nó trước. Có rất nhiều người cảm ơn khi nào ạ? Khi mà mình được nhận cái điều gì đó. Nhưng mà thực tế là chúng ta cảm ơn trước thì chúng ta sẽ nhận được. Chứ không phải nhận được thì mới cảm ơn. Nếu thì đúng không ạ? Phải nhận được thì cảm ơn. Nhưng mà không, chúng ta cảm ơn thì chúng ta sẽ nhận được. Được không ạ? Hãy đảo ngược cái mệnh đề đi. Tôi cảm ơn cuộc đời thì cuộc đời sẽ mang lại cho chúng ta nhiều may mắn. Đúng không ạ? Chứ không phải cuộc đời mang lại cho chúng ta nhiều may mắn thì chúng ta cảm ơn. Chúng ta phải cảm ơn trước thì chúng ta sẽ có. Đấy. Nó hơi ngược một chút anh chị em nhỉ? Nó hơi ngược một chút nhưng mà gì ạ? Anh chị em hãy làm như vậy. Và cái thứ tiếp theo nữa, cái tiếp theo nữa mà chúng ta hãy viết cái bức thư để cảm ơn cái con người của mình ở hiện tại. Đó là gì ạ? Là cảm ơn những cái sự nỗ lực, sự cố gắng của mình mà gì ạ? Mà chúng ta đã giúp đỡ được bao nhiêu người. Đây là gì ạ? Sự giàu có về mặt gì ạ? Về mặt cho đi, về mặt cống hiến, đúng không ạ? Sự giàu có trong cái mặt tinh thần, sự giàu có trong mặt tinh thần, sự giàu có về mặt cảm xúc, sự giàu có về mặt tinh thần. Đây là những cái sự giàu có mà giúp chúng ta hạnh phúc lâu dài. Những cái ước mơ giúp chúng ta hạnh phúc lâu dài chính là cái ước mơ mang tính chất cống hiến. Thì hãy cảm ơn những cái hành động của mình, những cái quyết tâm của mình, những cái nỗ lực của mình, những cái sự chăm chỉ của mình, những cái sự kiên trì của mình. Để gì ạ? Để nhờ đó mà sau 5 năm mình đã giúp được bao nhiêu người. Giống như Huy, Huy 3 năm vừa rồi Huy nỗ lực cố gắng liên tục dậy sớm để mà gì ạ? Chia sẻ trong phòng Zoom. Và Huy đã giúp đỡ hàng chục ngàn người có những cái tư duy, có sự thay đổi trong cuộc đời của họ. Và Huy cảm ơn chính bản thân mình vì nhờ sự nỗ lực cố gắng liên tục, tuần nào cũng như vậy, tuần nào cũng dậy, tuần nào cũng ít nhất là một ngày dậy sớm để cống hiến cho gì ạ, cho cộng đồng, cho phòng Zoom, để giúp cho mọi người có những cái sự thay đổi xuất hiện ở bên trong, đúng không ạ? Đấy, thì hãy viết xuống 6 cái điều mà khiến cho chúng ta biết ơn chính bản thân mình. Đấy, viết cái bức thư dựa trên 6 cái điều đó, đúng không ạ? Đấy, và gửi cho mình. Thì nếu mà anh chị em viết một cái email nhé, thì trong phần email nó có một cái chức năng gọi là boomerang. Email mà Gmail á, thì nó có một cái chức năng gọi là boomerang. Tức là mình viết cái bức thư đó, sau đó mình đặt ngày giờ, thì đúng 5 năm sau, đúng cái giờ đấy nó gửi cái bức thư cho mình. Tự nhiên mình nhận bức thư mới. Ô, cái thằng Huy ở trong quá khứ nó gửi cho mình, 5 năm sau mình mới nhận được. Thì lúc đấy mình mở ra mà hóa ra mình đã lập trình cái ước mơ của mình này. Cái ước mơ của mình lập trình như này. Bây giờ mình kiểm nghiệm lại xem nó có đúng xảy ra đúng như vậy không.
Đấy, thì Huy đã từng sử dụng một cái chức năng boomerang và gửi cho mình một bức thư sau 3 năm và Huy đã nhận được bức thư đó. Đấy, Huy nhận bức thư đó và Huy đọc bức thư đó. Thì thực tế là anh chị em, khi mà đọc bức thư đó mình cảm thấy rất là ngô nghê, rất là gọi là hơi ngốc nghếch một chút. Bởi vì cái thời điểm này ấy, cái thời điểm mà mình viết bức thư này ấy, thì có thể là cái suy nghĩ của mình, cái tư duy của mình nó chưa phát triển được quá nhiều. Cho nên cái bức thư đó nó hơi hơi ngô nghê, nhưng mà dù sao đi nữa mình đã làm cái việc đó. Đấy, và mình đã đạt được những cái điều mà mình mong muốn ở ở ở quá khứ. Ở trước đây 5 năm trước thì Huy không có những cái mơ ước lớn đâu anh chị em. Ở trước đây thì mơ ước rất là nhỏ nhoi, kiếm được vài chục triệu một tháng rồi thế này thế kia, những mơ ước rất là nhọn, trả hết nợ là đã vui lắm rồi. Đấy, chưa có những cái mơ ước lớn. Đó. Thì khi đó thì mình đọc lại cái bức thư đó mình cảm thấy rất là vui, rất là hào hứng, và mình kiểm tra lại sau 5 năm thì rất nhiều những cái ước mơ mình đã thành hiện thực. Ví dụ như là giấc mơ đi du lịch, rồi mức giấc mơ để giúp đỡ mọi người, rồi giấc mơ về thu nhập, về kiếm tiền, giấc mơ về sở hữu những cái đồ vật thì hầu như là Huy đã đạt được. Đó. Thì đấy là cái điều rất là tuyệt vời, và sau đó thì chúng ta lại viết một cái bức thư mới cho gì ạ? Cho chính bản thân mình ở trong gì ạ? Ở trong 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 tương lai mình lại tiếp tục làm cái việc đó trong tương lai. Đúng không ạ? Đấy, thì đó chính là cái điều mà giúp chúng ta lập trình cho mình cái ước mơ của mình. Đó. Và bước số 3. Bước số 3 mới là hai bước anh nhỉ. Bước 1 đó là lập cho mình cái bảng tầm nhìn. Đó, lập cho mình cái bảng tầm nhìn. À, tìm hiểu những cái thông tin, những cái điều mà mình thực sự mong muốn. Đúng không ạ? À, bước số 2 thì viết cho mình một cái bức thư cảm ơn rằng mình gì ạ? Mình đã đạt được những cái điều đó. Cảm ơn cái con người mình vì mình đã đạt được những cái điều đó. Và bước số 3. Bước số 3 đây là bước rất là quan trọng. Nếu không có bước số 3 này thì mọi ước mơ nó sẽ không thành hiện thực. Đó là gì ạ? Đó là chúng ta lập cho mình những cái danh sách, những việc cần làm, những hoạt động cần làm để mà mình đạt được cái ước mơ đó. Đấy, không có cái điều này thì ước mơ mãi mãi nó chỉ là ước mơ thôi anh chị ạ. Cho nên là chúng ta phải lập danh sách những việc cần làm, chia nhỏ cái nó ra thành những cái mục tiêu. Ví dụ như là chúng ta muốn kiếm 1 tỷ một tháng hoặc 100 triệu một tháng thì chúng ta chia nhỏ nó ra. Mục tiêu chúng ta là gì? Cụ thể nó ra. Đấy, bước số 3 là bước cụ thể hóa. Tất cả mọi thứ phải cụ thể hóa ra. Đấy, chi tiết hóa ra. Đó. Và đưa ra những cái danh sách những việc cần phải làm hàng ngày để đạt được cái ước mơ đó. Đấy, ví dụ như này. Cái ước mơ để trở thành cái người mà truyền cảm hứng, mà chia sẻ, mà giúp đỡ cho mọi người có sự thay đổi và tư duy thì hàng ngày mình sẽ phải làm cái việc gì ạ? À, mình phải học tập, mình phải phát triển bản thân, mình phải liên tục trau dồi cái kiến thức của mình. Đó là một trong những cái việc mình cần làm để mà đạt được cái ước mơ đó. Đấy, đúng không ạ? Đấy. Ước mơ là mình được đi du lịch khắp nơi trên thế giới thì mình việc cần làm của mình đó là gì ạ? Mình phải kiếm được nhiều tiền và mình phải có nhiều thời gian, tức là mình phải tự do về tài chính, tự do về thời gian, tự do về các mối quan hệ. Có nhiều người có tiền nhưng không đi được, bởi vì sao ạ? Bởi vì bị kẹt trong các mối quan hệ. Đấy, bởi vì mình đi thì sợ người này nói người kia không thích, thế là mình không đi. Có đúng không ạ? Đấy, cho nên mình cần phải tự do trong các cái mối quan hệ, tự do về thời gian và tự do về tài chính. Tự do về tài chính tức là mình có nhiều tiền nhưng mà mình có nhiều thời gian. À, và mình không phải phụ thuộc, không phải ví dụ như là có nhiều người nhiều tiền nhưng mà cứ phải làm lụng hàng ngày, tức là ngày nào cũng phải làm, ngày nào cũng phải làm thì không không có thời gian để mà đi du lịch. Mình muốn một tháng mình đi du lịch thế giới thì mình không kiếm được tiền nữa, sau về mình lại làm lụng vất vả thì cũng chưa phải là cách. Cho nên là việc của mình đó là phải xây dựng những cái nguồn thu nhập thụ động, đúng không ạ? Danh sách những cái việc mình cần làm, việc việc nào giúp cho mình tạo ra nguồn thu nhập thụ động thì mình sẽ phải làm đó. Còn nếu như mà chúng ta đi làm thuê thì chúng ta sẽ chỉ tiết kiệm một số tiền nhỏ thôi, và khi mà mình tiết kiệm thì mình tiêu phát nó là hết hết về là mình lại gì ạ, mình lại cày như trâu như bò để mà mình lại tích lũy một số tiền, xong đi du lịch xong rồi về thì cũng được, nhưng mà nó chưa phải là cái thứ mà mình thực sự mong muốn, đúng không ạ? Chưa phải là cái thực sự mong muốn thì chúng ta hãy viết xuống những cái điều mà chúng ta thực sự mong muốn, sau đó là chúng ta gì ạ? Chúng ta lập danh sách những việc cần làm, đó, những việc mà mình phải hành động, mình phải thay đổi để mà đạt được cái ước mơ đó. Đó.
Và sau đó thì chúng ta hãy gì ạ? Hãy bắt đầu thực hiện những cái việc đơn giản nhất. Những cái bước đầu tiên, đó là những cái bước cực kỳ đơn giản. Ví dụ như này, ví dụ như là Huy cho anh chị em một cái bài tập về nhà. Được ạ? Huy cho anh chị em một cái bài tập về nhà. Bao nhiêu anh chị em chúng ta sẽ làm cái bước này? Cái bước này rất đơn giản, rất dễ, nhưng mà chúng ta phải làm. Bao nhiêu anh chị em chúng ta muốn hành động để đạt được cái ước mơ của mình? Nếu anh chị em muốn, comment xuống là tôi ạ. Đó. Xin thưa với anh chị em là như này. Theo thống kê, 100% người nghe gật gù thấy hay, 80% sẽ không hành động gì cả. Xin chúc mừng những anh chị em thuộc dạng 20%. Anh chị em đã có gì ạ? Đã có cái sự tôn trọng của Huy, đã có cái sự gì ạ? Cái sự ngưỡng mộ của Huy. Huy ngưỡng mộ tất cả anh chị em sẽ hành động. Về nhà, anh chị em hãy viết cho mình một bức thư theo cái hướng dẫn của Huy. Đây là cái việc đầu tiên mình cần phải làm. Được chưa? Trước khi viết bức thư đó thì chúng ta hãy lập cho mình cái bảng tầm nhìn đơn giản nhất có thể. Được chưa? Đấy. Sau đó viết xuống danh sách 20 việc, 100 việc, 50 việc, 100 việc mình cần phải làm. Càng nhiều càng tốt anh chị em. Nói chung là không có giới hạn đâu. Đấy. Nhưng mà ít nhất là 20 việc mình phải cần làm, mình cần phải làm để mà thực hiện được tất cả những cái ước mơ của mình. Và đây là một cái bài tập về nhà. Sau khi chúng ta có một cái bảng tầm nhìn đó, sau khi chúng ta có biết bức thư đó, sau khi chúng ta có danh sách cái công việc đó, thì chúng ta hãy viết nó xuống giấy, copy, viết nó vào trong email, gửi cho mình một cái email mà sau 5 năm nữa mình sẽ đọc được, mình sẽ nhận được. Hoặc là cho vào một cái phong bì, dán nó vào và ghi ngày tháng mà mình sẽ nhận được trong tương lai. Mình để ở đâu đó mà mình sẽ không quên nó. Đúng không ạ? Đấy. Và hàng ngày mình thực hiện những cái công việc mà mình đã viết ở trong đó. Đúng không ạ? Làm một cái bản copy sau đó gửi cho mình. Đây là cái bước đầu tiên, cái bài tập về nhà mà Huy mong muốn anh chị em chúng ta thực hiện. Và Huy tin rằng chỉ có một số rất ít những người nào đó sẽ thực hiện mà thôi. Và xin chúc mừng những anh chị em quyết tâm đã thực hiện. Một số người đã thực sự hành động để bắt đầu đạt được cái ước mơ của mình. Và anh chị em có gì ạ? Có sự ngưỡng mộ của Huy. Huy rất là ngưỡng mộ và mong muốn làm việc kết hợp với những con người như vậy. Nếu mà anh chị em nào thực sự có những cái hành động thì Huy rất là mong muốn được làm việc với anh chị em. Muốn được trở thành đồng đội của anh chị em. Ok không ạ? Rồi, xin chúc mừng tất cả anh chị em đã có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Xin chúc mừng chúng ta bởi vì chúng ta đã đạt được những cái ước mơ của mình ở trong tương lai. Ok không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở trong một cái chương trình sau. Sẽ nói chi tiết hơn về cái việc này. Hy vọng là sẽ được gặp anh chị em lâu dài, nhiều hơn nữa. Ok không ạ? Xin cảm ơn anh chị em vì đã lắng nghe. Cảm ơn anh chị em đã comment, đã thả tim, đã tạo ra năng lượng cho phòng Zoom rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn MC Trịnh Trang và ekip chương trình. Xin nhường mic lại cho MC ạ.